Rồi, chào các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn về một cái file báo cáo phụ kiện. Vâng, và đây là một cái form nội dung của nó. Thì đây là một form mà báo cáo cái chỉ là phụ kiện, mình có thể nhìn chi tiết ở đây. Bên cạnh đó mình có thể biết được là trong ngày mục tiêu nhân viên hoàn thành được bao nhiêu. Ví dụ như đây, một cái mục tiêu của một cái siêu thị thì tư vấn bán hàng là mỗi một tặng là 2 sạc dự phòng, 2 thẻ nhớ, 2 SIM và 2 ốp lưng. Đó. Kỹ thuật, thu ngân, trang trí kho tương tự. Thì cái hàm này đều được sắp đặt theo hết tất cả các cái tiêu chí của từng siêu thị. Nếu như siêu thị nào mà muốn tăng cái tỷ lệ cho tư vấn bán hàng, em nói ví dụ như là cái sạc dự phòng này bạn muốn đặt mục tiêu cho bạn tư vấn bán hàng là 4 sạc dự phòng, thì bạn chỉ cần tích cho cái hàm này ha, tích cho cái hàm này này, sau đó sửa cái con số này thành 4 hay bao nhiêu đó tùy thích của từng siêu thị ha. Rồi, và bây giờ có một cái sheet đầu tiên là cái sheet nhập dữ liệu này. Thì cái sheet nhập dữ liệu này này đó, mình lấy từ đâu đây, em delete đi nha. Sorry, ở đây em vừa delete cái file, cái sheet đầu tiên là sheet nhập dữ liệu, em vừa delete đi, thì trên form này mình không có hề một cái dữ liệu gì luôn, mục tiêu cũng tương tự không có. Rồi, bây giờ mình truy cập vào phần báo cáo nội bộ nha. Báo cáo nội bộ đây, mình sẽ vào phần trang chủ của báo cáo nội bộ, sau đó vào report. Tiếp theo là mình vào báo cáo, chọn mục báo cáo cá nhân. Đó, thì trong mục báo cáo cá nhân này là có một cái form mà em đã thiết lập sẵn cho riêng cá nhân của em. Còn anh chị nào mà muốn nhận cái file này, em sẽ chia sẻ đến cho anh chị để anh chị có thể nhận được cái file này luôn. Đó, thì hiện tại trên này mạng hơi yếu so với dưới siêu thị. Đây, mình đây là một cái file báo cáo mà em tự thiết kế riêng cho riêng em luôn. Mình bấm vào báo cáo tỷ lệ theo nhân viên. Đó. Tốc độ hơi cùi, mạng cùi quá. Rồi, mình chọn ví dụ như là mình có thể chọn được từ ngày 1 đến ngày hiện tại, hoặc mình muốn xem ngày hôm qua thì mình có thể bấm ngày mùng 9 này. Đó, mình chọn ngày mùng 9, chọn siêu thị. Đó, check on ngành hàng. Check on xem. Đó. Lý do sao gọi là cái file do em thiết kế, thì file do em thiết kế đều được sắp đặt sẵn hết tất cả các hàm rồi. Mình theo cái form chuẩn này và mình nhập vào cái là nó khớp hàm là chạy luôn, mình không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Rồi, để em cái CV có vấn đề rồi. Mình thử coi bên Chrome có xem sao nha. Coi được trình duyệt này coi xem sao. Nhiều khi bị lỗi do trình duyệt vậy đó. Chờ được bản của bác đó. Rồi, mình xem báo cáo tỷ lệ theo nhân viên. Thời gian lại quá, lại mỏ kỳ quá. Rồi, chọn ngày 9, ngày mà mình muốn coi vậy đó. What's key chứ? Bị lỗi à trời? Không phải vậy chứ? Yeah.
Trời ơi, bị yêu lỗi. Trời, chọn xem đi tham siêu thị mà ra cái gì trời. Rồi, xong, đi lỗi. Thôi, em sử dụng một cái file mà em đã tải xuống trước đó. Em để em hướng dẫn anh chị có thể nhìn qua. Rồi, đây là cái file trước đó em đã tải xuống. Làm cái file mà đấy, nó hàm thôi. Đây thì đây em copy nó. Đây là một cái file mà mình tải xuống từ BI nha anh chị nha. Rồi mình copy nó. Cho nó vào cái mục đây của mình. Đây là cái phần nhập dữ liệu là mình nhít vô đây. Rồi mình paste nó vô nha. Đó. Khi mình biết vào đây rồi, bắt đầu mình dùng cái hàm đóng này, hàm đóng này này, đó, mình cũng thích chỗ đây mình bấm hàm đóng, đó. Sau đó là mình chọn cái cột này này, cột số M này, đó, nhóm ngành hàng đó, mình chọn sao, smartphone, đó, rồi, chỗ đây, copy, à, sang smartphone này, thì chuột phải chọn paste, rồi, tiếp theo là sạc dự phòng thẻ nhớ ốp lưng, rồi, là sạc dự phòng đúng không, sạc dự phòng này, pin sạc dự phòng, chuột phải copy sạc dự phòng and paste thẻ nhớ đúng không, rồi tiếp thẻ nhớ, thẻ nhớ này nhìn gọn lẹ rồi ốp này có ốp luôn này rồi sim big đúng không, sim big chơi luôn sim big này rồi thêm một cái sao lạ nữa chọn mỗi thằng ui rồi copy này viết này rồi điều gì sẽ xảy ra rồi nick báo cáo kiện theo nhân viên xong tất cả nhân viên số liệu rất chuẩn luôn từng tí một hàm hiếc các kiểu con là điều rồi anh Du. Đây là doanh thu ngày mùng 8. Đó, các bạn thì xem nhìn sang mục tiêu, thấy không? Ghi chú rõ ràng này, đánh dấu X là hoàn thành mục tiêu, còn để trống là không hoàn thành nhé. Đó. Thì trong cái ngày này, đó, bạn nhân viên này đã hoàn thành mục tiêu. Ở đây có cột smartphone nha, ví dụ như là bạn Thu này này, bán 3 chiếc smartphone. Trong đó là bán 2 bán tức là sạc dự phòng á, tức là sạc dự phòng thôi, tư vấn này hai sạc dự phòng, hai thẻ, hai sim, hai ốp này đó, thì bạn bán sạc dự phòng đạt mục tiêu này, tức là lớn hơn là bằng hai, ngày hôm đó bạn bán lớn hơn là bằng hai sạc dự phòng, thẻ nhớ cũng vậy, sim, ốp tương tự đó. Nếu bạn linh sao, linh chi này đó, thì những cái trắng này là những cái bạn không đạt này, thì qua cái tiêu chí từng ngày, từng ngày, từng ngày một đó, một tháng có 30 ngày đó, mình nhìn vào cái bảng này này, mỗi ngày mình cắt một cái, mỗi ngày mình cắt cái 30 ngày tương đương 30 cái. Mình nhìn vào đó coi cái nhân viên bán hàng này này, đó. 30 ngày mà đến 20 ngày đi, bạn không hoàn thành mục tiêu đi ha. Thì cần phải xem xét lại cái người nhân viên đó có phù hợp ở cái vị trí mà bạn mình đã sắp xếp hay không. Rồi. Trong cái tiêu chí đánh giá sao của nhân viên ấy, chị Khánh Chi có nói về cái việc là đánh giá sao dựa trên tiêu chí hoàn thành mục tiêu trong ngày làm việc, không liên quan gì đến phục vụ hay 4C. À, thì cái tiêu chí mà mình hoàn thành mục tiêu mỗi ngày này, nó sẽ là cái căn cứ để mình đánh giá nhân viên trên cái tiêu chí sao 5 blue hay là 5 sao. Đó. Ok nha anh chị nha, không rõ thì alo em nha. Ok. Đó, xong. Rất đơn giản, nhanh gọn lẹ.